Cần câu quá. Ngoài Sao hết rồi? Nè. Là cái khí trong đó. Trong đó cái khí đưa rồi. Tôi tự lấy canh được rồi rồi biết không, nó cấp nguồn đâu không ra đâu, cứ quay vô tay này để chứ lo lo kìa. Mới biết là cấp nguồn chúng ta chẳng ok à, chắc chắn không. Nào một cái của em nào. Là như vậy. Năm đẹp. Vào đi. Giờ anh em đi xuống lộ với câu cá. Câu cá trắng à. Xuống lộ vô đó. Nè, vàng kìa. Đấy. Cá nè. Rau. Và đây. Mẹ. 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 Đây, một trong những câu. Quay được một tô mà bỏ cát rồi cho nó khỏi trơn. Đấy đây đúng bài à. Con nhỏ này đúng tuyệt vời luôn ạ. À bài đờ mê quá một tô hả ngàn không được cơ nha. Giờ anh em thả cao xuống này cao cá này đấy đúng đấy tung tuyệt vời anh em thằng em được rồi này đấy, quất cá quăng cao cá trắng nha bớt tí hậu cảnh đẹp ngọn lửa giới cá cái tăng mình lệ. Quay cắn thả về quay chị cơ lên nào chị đuổi đi quá lên lên quá lên được không được không được quá lên được bì bì bò từ 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 đó nghe chưa tập hả hết lệ đây này bì đây Tùng bỏ vô bì này bỏ sạch sạch này chứ he tướng cá làm sạch sạch bỏ vô bì giữ đấy được kéo nha đâu đâu đấy Tùng dính cá vui 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 quá vui à, cá kéo cá kéo 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 nhanh lên Tùng kéo nhanh lên kéo nhanh lên hết hết mờ đâu mở ba bình là mở cá dưới cặp mở nếp bình à nếp bình
mới nhỏ đâu. Cái này anh mười hồn xài phệ quá à. Ừ. Dính coi. Được coi rớt coi sấy coi biết nào luôn đấy. Quá hay nè, vui nha, vui lắm anh em, cá nhỏ dữ quá. Đem cái chiếc bơi em đang ngồi YouTube à. Đi. Đấy, được cá này. Đó, một con cá. Cá thiệt là to. Đó. Tuyệt vời. Con cá. Xem cá của anh em mình này, mới câu này, vừa mới câu á.